Long Thể Thao xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với video tiếp theo của mình Như vậy trong ngày hôm qua ngày 27 tháng 9 năm 2024 Những loạt trận phân hạng cũng như loạt trận bán kết cũng đã kết thúc Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật lại kết quả tỷ số của các trận đấu đã qua Cũng như gửi đến toàn thể quý vị và các bạn lịch thi đấu phân hạng Cũng như chung kết của giải bóng truyền nữ châu Á Cúp câu lạc bộ 2024 đang diễn ra tại Thái Lan nha ở loạt trận phân hạng đầu tiên, câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã có chiến thắng dễ dàng trước câu lạc bộ Saipa Club với tỷ số là 3-0. Trong khi đó, câu lạc bộ Monsky đến từ Philippines đối đầu với câu lạc bộ Sting đến từ Hồng Kông Trung Quốc và câu lạc bộ Monsky cũng đã có chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ Kai Trong khi đó, ở trận bán kết 1 diễn ra giữa câu lạc bộ uh, Nakhon với câu lạc bộ New Rocket, hai đội đã thi đấu vô cùng công hiến cho khán giả tới 5 set thi đấu và câu lạc bộ New Rocket là những người bản lĩnh hơn khi đã có chiến thắng ngược 3-2. Trong khi đó, trận bán kết thứ hai là trận đấu giữa câu lạc bộ Elrebank Ninh Bình đến từ Việt Nam với lại câu lạc bộ Kenit đến từ Kazakhstan. Các cô gái đến từ Việt Nam đã thi đấu vô cùng bản lĩnh và đã có chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ Kenit đến từ Kazakhstan. Và ngay bây giờ sẽ là lịch thi đấu và phân hạng của giải chung kết bóng truyền nữ câu lạc bộ 2024 cụ thể như sau. Ở trong ngày 28 tháng 9 sẽ diễn ra hai cặp đấu phân hạng, đó là vào lúc 13 giờ sẽ là đại diện đến từ Iran câu lạc bộ Saipa Club sẽ tranh hạng 78 với câu lạc bộ Kawasaki đến từ Hồng Kông Trung Quốc và trận đấu diễn ra vào lúc 16 giờ là trận đấu có sự hiện diện của đại diện Việt Nam phân hạng 5 6. Đó là câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai với câu lạc bộ Mon đến từ Philippines. Và ở trận đấu này mình đánh giá rất cao câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ có chiến thắng trước câu lạc bộ Mon Trong khi đó vào ngày 29 tháng 9 năm 2024 sẽ là loạt trận mà chúng ta vô cùng chờ đợi, trận chung kết và đầu tiên là trận tranh vị trí 3 4 giữa câu lạc bộ Nakhon đến từ Thái Lan và câu lạc bộ Kennes đến từ Kazakhstan. Dù là đội chủ nhà nhưng mình vẫn đánh giá cao câu lạc bộ Kennes sẽ có chiến thắng trước câu lạc bộ Nakhon đến từ Thái Lan. Và trận đấu mà chúng ta chờ đợi nhất có lẽ là trận đấu giữa câu lạc bộ Elrebank Ninh Bình Đại diện đến từ Việt Nam với câu lạc bộ New Rocket đại diện đến từ Nhật Bản. Hai đội này là hai đội đã mở màn của giải bóng chuyền nữ châu Á 2024. Khi đó, ở vòng bảng chiến thắng đã thuộc về câu lạc bộ New Rocket với tỷ số chóng vánh 3-0. Và ở lần gặp nhau lại lần này ở trong trận mang tính chất chung kết của giải đấu thì hy vọng rằng Ninh Bình sẽ thi đấu khởi sắc và thi đấu lột xác hơn. Mình dự đoán câu lạc bộ Ninh Bình sẽ có chiến thắng vất vả trước câu lạc bộ New Rocket với tỷ số là 3-2 để khép lại một mùa giải thành công cho câu lạc bộ Ninh Bình. Đó là những cái dự đoán của Long thể thao. Còn tất cả các bạn các bạn nghĩ rằng trận đấu chung kết giữa Ninh Bình và New Rockets sẽ có tỷ số là như thế nào? Thì rất mong tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tương tác phản hồi nhé. Còn bây giờ Long thể thao cũng xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn. Xin được hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.